Thưa quý vị, một khách sạn tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị hỏa hoạn vào chiều qua. Đáng chú ý là ba nạn nhân bị kẹt trong đám cháy. Rất may, lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đầu giờ chiều 28 tháng 2 ở một khách sạn trên đường Đề Thám, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Người dân xung quanh dội vàng tháo chạy. Trong khi đó, vẫn còn ba nạn nhân kẹt lại trong đám cháy. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường cứu nạn thành công ba nạn nhân gồm Lê Thị Tê sinh năm 1983, Lê Tê sinh năm 1985 và Trần Thị Hắc sinh năm 1990. Được biết, đám cháy xuất phát từ tầng 8 là khu vực giặc ủi của tòa nhà nên cảnh sát phải dùng hai xe thang để tiếp cận quả quản. Đồng thời, nhiều mũi chữa cháy khác cũng được triển khai phun nước từ nhiều hướng để nhanh chóng dập lửa. Chỉ sau vài chục phút, lực lượng chức năng đã khống chế thành công ngọn lửa. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng thiệt hại nhiều tài sản, vật dụng trong khách sạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân quả quạng.